Đâu, có bắt được không? Trong nhà. Con này mua giá bao nhiêu? Để mua của họ 180. Gà xỉ, con này chuẩn gà đem luôn. Con này mới là chuẩn. Con vừa nãy không chuẩn lắm, con này chuẩn nhé. Của họ của nó là nó tên là gì? Gà Ayan Samari. Hả? Gần giống gà Ayan Samari. Ui, đem luôn. Chuẩn, chuẩn hết. Con này nó chuẩn rồi, nó con gà trắng là con chuẩn nhất là như thế này, nó rất là chuẩn rồi. Đúng rồi. Thì trong tính như thế này là có khoảng đã khoảng 2 cân trở lên. Con này 2 cân à? Tao hóa chân trở lên này. Đây đây. Cân họ mày, cân thích lắm. Gà này ngoan thế nhỉ. 2 cân này. Cho 2 cân. Cho 2 cân. Và mới bắt đầu là chưa chuẩn. Con đã bảo ta tiểu cơ sao lùi tụi nó chỉ như nhau. Con này còn non. Ốc ký trở lên này. Con này to phết đấy nhỉ. Có một con to hơn nữa. Móng còn bé này mà to cái này là to nữa. Một con nó còn bé hơn, con này nó còn nặng hơn nữa. Hả? Con đang đi này. Chờ cho thì có được rồi. Ấy một cái trông sao không? Ủa hơi có được cuốn cái thơ ấy. Ủa cái là con này. Đúng không? Ừ. Nhưng con này chắc là mới được 7 tháng rồi quá. Con này đấy. Con này là con chuẩn. Nhưng con này là vừa thịt. Con này là chắc là mấy con ở trong này là có con rau, này rau của con này rất là nhiều ấy. Thế đây, đầu cái đợt này có bán không? Cái đợt này có bán không? Hay là để nuôi? Cái gì là đấy á? Nuôi hả? Con này giá 200 á. Thì chấp hết nhỉ. Chấp hết thì con này. Ui, con này đúng là thịt chấp. Con phép con này là mình thích, họ không bán thì mình thích thì mình. Con này giá hơn con kia nhỉ. Mình gạo mua này, mình mua giá 200. Con này mấy cân? Con cỡ thế. Cái từ tiền ngoan này con. Không được, chỉ cho 2 cân. Con này là chưa. Con này đi. Con này nhìn nó to hơn con kia nhưng mà con này non hơn chút nhỉ. Cái cỡ của nó là nó non hơn một tí. Nó dạng bé hơn nhưng mà nó thịt chắc hơn. Còn một con to nữa, tí nó mang về xem. Con to nữa. Kiến đâu ra nhiều nha con ấy. Đi sang là bản chứ. Không biết là cái tần giờ này tôi người ta ăn cơm xong rồi mình đi mới đi hỏi hả? Nó mà bằng nhà người ta bảo là vừa nãy bảo lấy đi hỏi trước rồi sao là cái họ bảo là gà đi chưa về ngủ thì tần dần mới quay lại đi cho họ. Mình sang đi con rồi. Đây cái con gà thả rông rồi. Con này. Nhưng mà con này không đấu được con trắng kia. Con này nó thua. Tôi bị con trắng đá rồi. Nó còn chạy. Đấu nhau hình thế. Con này còn bé hơn. Cái giống này là nó đen như thế. Nó không đen mà con trắng nhỉ? Không đen xỉ như con loại trắng tuyết mà nó là nó thế. Mình xem này. Lông bích này. Đây. Xem lông bích này nó trắng tinh, nó đen xỉ nào rồi. Chuẩn rồi. Là cái mỏ này nó không nhiều lúc nó không phải là đây nó con này rồi.
hơi cũng bây giờ cái nó càng lớn thì nó càng ấy càng trắng à càng trắng à ừ, nó càng lớn hơn bé... lúc bé nó đứng xì ừ. Nếu mà gà chuẩn này ông xem này này ông xem cái mỏ này này nó cong cong thôi nó cái ký hơi trắng trắng ở đấy à y đơ y tỏ rồi với lại cái màu cái màu này hơi đam gì cái không cái màu này ông sờ nó giống như trứng cá ấy. À nó dạng như này gì ừ đấy mà nó không thô như con nó không thô như mấy con gà gà công nghiệp kia mà nó nhìn nó thế nào nhìn sẽ nó rất là mềm mềm mại ở dưới cũng thế nó màu giống như trứng cá đấy con này con bé mà đây ơ nhỉ chưa con có chưa con này con bé hơn cả con con to kia ừ. Con này nó con này nó to hơn con này nó con dạng này dạng dạng thịt chắc thịt nó còn bé là nó đạt thể trọng 2 cân rồi ừ. Hôm trước cân này nó được nhiều cân hơn đấy nhưng mà không biết hôm nay bây giờ chắc là nó ăn nó đi ăn thóc nhiều nó không ăn ngô nữa là nó đạt thể trọng nó ít rồi cái lần là nó phải cho mua ăn thóc của nó ừ. Ăn thóc là nó không hay xem bao giờ thì mới có giống gà ba chắc mấy tháng nữa thì... bây giờ đang nhân giống mấy tháng nữa bây giờ có giống rồi nhưng mà chưa bán được ừ. để nuôi gà này hiếm lắm hôm trước có khách lên nhà chơi đi kiếm để mùa ăn đi khác cả xã ui kiến không có đâu không có nên là về mình bác buộc là mình phải mổ con của nhà mình tiếp nữa là 100.000 thôi gà mua đấy dễ con này cũng thế nó không trắng cũng không trắng lắm ở không đây nè từ từ đấy con trắng ở con này là gà xước gà xước mà như nào gà xước cá trào cá trào à ừ cái này bây giờ đang ở thị trường đang hot đấy mà này nhưng mà nó phải nó phải màu sáng sáng kìa có nhiều màu à ừ. Gà mông là có rất là nhiều màu nhìn sao là nó trắng rất là đen ừ. Nó sẽ phải lô đích của nó. Nó cũng rất là đen. Nó hơi tí nhưng mà nó đen là đen. Nó làm mình là ăn có thế là ăn có giống chuẩn nữa. Đu thổ con à? Đu thổ, đu thổ. À đi chứ. Bây giờ đu thổ. Nó biến đổi theo năm tháng. Con này con